It'll be at Yorba Linda High School this year, okay? So even if you're not participating in it, encourage everyone to just come maybe for a day or a weekend, just to show support to your other VAY youths and other churches, or just to watch a game, you know, see some competition going down, see who's going to win the crown this year. Okay? All right. Other thing is summer camp for our youths, VAY summer camp. That's happening at the Verdugo Pines this year. It's the usual camp retreat that they sign up for. That's on August 10th through 14th. Okay, August 10th through 14th at Verdugo Pines. We do have some staff members who are joining us or going this year to help lead the youths there and teach and serve. And if those of you who are within the age of, you know, ninth grade high school to senior high school, then you all qualify to go, and encourage everyone to sign up for that too. Okay. All right. So those are the two things I just want to remind us or mention. I'll say it again at the end of service, in case if those who are coming in late missed it. And that is all. So let's get into our worship this morning by reading from Psalms. Okay. If you have your Bibles, please open up and follow along with me in Psalms 96, verses 1 through 6. I'll go ahead and read for us. Sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wondrous works among all peoples. For the Lord is great and is highly praised. He is feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Amen. Okay. So as we read Psalms 95 last week, Psalms 96 is another hymn that is just a collection of psalms that talks about Yahweh's kingship. As a matter of fact, Psalms 95 through 99 is mainly about Yahweh's kingship, okay? As we read, though, verses 1 through 3, if you notice, these verses here is a call to praise God in the first three verses. The second three that we read from verses 4 through 6 are the reasons why we should praise God, okay? So as you noticed in verses 1 through 2 here, it says, sing to the Lord. And that's repeated three times. Why? Because that is the appropriate response to God's redeeming work in our lives. Okay, sing to the Lord. We sing to him every day. A new song in verse 1 there. Sing a new song to the Lord. Okay, now this can be a response to what God is doing what God has done or what he will do to redeem and sustain his people. Okay, we sing a new song. Everything God does is newness, has newness to it, okay? Everything that he does has newness to it. So therefore, the response is to sing a new song in a new language or a new expression of praise just for God being great, okay? Okay. And this call, as we read, is declared, and verse 3, declare his glory among the nations, his wondrous works among all peoples. The call is extended to all of the earth. It's not just for the believing community, the Christians, but to all the earth, all the peoples, all the unbelievers, all those who don't know Jesus. Okay, so. And we as the worship community, we're called to do those things, okay? To praise God for the wondrous works. Okay. All right, some key words here I want us to notice as we are reading. Words in verse 2, like, proclaim. This is simply to announce the good news, right? To proclaim, proclamation. Salvation, deliverance from bondage, because we are all sinners, right? God delivers us. He gives us salvation. He gives us life. Declaring Yahweh's glory here. God's glory is his majesty and his greatness as creator and sovereign ruler of the world. Okay. Okay, so verse 4 through 6 here, as we were reading, like I mentioned, these are the reasons for why we praise God,
right? Why do we praise God? Reasons: Yahweh is great, for the Lord is great and is highly praised. God is great, right? Amen? Amen. Repeat that with me. God is great. God is great. Okay. Wonderful. Louder. God is great. God is great. Okay. Hopefully I got us pumped up. Okay, God is great. And that is the number one reason why we praise him, is because he is great, his greatness. Okay. And he's great because there is no equal. There is no God who is like him. Okay. He has full power and authority over all gods. Okay. And just as the psalmist mentioned here, gods of the nations, for all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Verse 5 there. God of the nations here. These are human-made idols. Okay. Those gods are human-made idols, and those idols have no life, and they cannot give life. Okay. We know, but Yahweh does. Our Lord Jesus does give life. Okay. So he gives life to those who believe in him. Other gods are not, because God is the maker of heaven and earth. Okay. And lastly, verse 6, splendor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Words like splendor, majesty, strength, and beauty. These are attributes. Attributes that usually associate with kingship. Okay, and they are God's attributes. Okay. Okay. Praying that it helps for us to understand as we read Psalms, some of the greatness of what God is, this what he does for us, and reasons why we need to praise him every day in our daily life. Okay, and what we're called to do, right, to announce that to the world and those who don't know who Jesus Christ is. Okay. Okay, let's all stand at this time. I'd like to turn it over to Andrew, who's going to lead us in our worship this morning with our first song. Thank you, Brother Kevin. Thank you.
Pastor Kim to pray for us. Let's bow our head. Dear God, our Heavenly Father, you are such an amazing God, a God of love and kindness, a love of compassion. Even though we are fallen people every day. We fall because of our sin. However, such a greatness, such love that bound us, bring us all together here this morning. And we look at your greatness, your glory. We praise you. And we pray that you bring our heart and our mind, knowing that without you, such a hopeless situation that we're facing. We pray that your word will inspire us, bring us to as the spiritual nutrition for us to walk with you in every day, in every aspect in our life. Also pray for Pastor Ansari. He's going to deliver us the message this morning. May your word will help us to live up with the world that we're facing every day. And through our faith, we'll bring many others to come to know you and accept you as your Savior. We pray in your holy name, Jesus Christ. Amen. Please be seated. Okay, today's scripture reading comes from Luke chapter 5, verses 17 to 26. Praying that I read the correct verses this week. Okay. So follow along with me. You have your Bibles. On one of those days, while he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea, and also from Jerusalem. And the Lord's power to heal was in him. Just then some men came, carrying on a stretcher a man who was paralyzed. They tried to bring him in and set him down before him. Since they could not find a way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on the stretcher through the roof tiles into the middle of the crowd before Jesus. Seeing their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Then the scribes and the Pharisees began to think to themselves, "Who is this man who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" But perceiving their thoughts, Jesus replied to them, "Why are you thinking this in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he told the paralyzed man, "I tell you, get up, take your stretcher, and go home." Immediately he got up before them, picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Then everyone was astounded, and they were giving glory to God. And they were filled with awe and said, "We have seen incredible things today." Amen. I'd like to pray for the offering this morning. Let's bow our heads. Father, you are a good God, and you are wonderful, Lord. And thank you, Father, for this morning to come to worship together, sing songs, express our love for you, God, and to hear your word, God. Father, this morning we just want to pray for the offering and ask, Lord, that you bless our members here in our community at Belvedere to be good stewards of the resources and time and energy and the abundance of blessings you have given us here. Father, help us to be faithful, Lord, and to use those things to glorify your name and for your kingdom purposes, God. And Father, we just pray that you ask that you bless each and every one of us here hearing your word today, whether they are present in the sanctuary or at home online, or whether they are absent from the church, to continue to bless and pray for them, Lord, and help them, Lord, to come to know you more on a deeper level, growing in oneness with you, Lord, so that they can be transformed into the image of Christ. So, Father, we ask you, we thank you, Lord, and ask that your Spirit fill our hearts and our minds in this sanctuary to hear your word. And we ask that you bless Pastor Ansari as he preaches your word, Lord. May you use him to proclaim your truths to us.
Thank you, Father. Pray all this in Jesus' name. Amen. Okay, today's title is My Sins Are Forgiven, and I'd like to invite Pastor Ansari on stage. Thank you, everybody. This morning, well, actually, I changed the title a little bit, but there are so many, just like diamonds, where there are many facets that we can look in. Today, I want to focus on paralysis. Yes, our sins are forgiven, but many of us, we still can be paralyzed. What is paralysis? Paralysis is a condition that we lose control of the many functions of our body. It's usually deal with the physical paralysis. But there are many, many different type of paralysis that we will look today as the scripture guide us. I remember roughly around six, seven years ago, one day in the morning, Golili took Jaden to school. But about 15, 20 minutes later, we received a call from the nurse at his school, saying that he needs to go home. And so we came, took him home. He was unable to, his leg was so weak, he could not even walk. So we just put him on the chair, say, oh, maybe, you know, you have a muscle spasm or something like that. So he sit on the chair, but then 15 minutes later, he can no longer move his leg on his own. And so we say, oh, something's wrong now. We have to take him to the hospital. So we took him to the hospital. And about half an hour later, he could not even move his leg. And the doctor say, well, we cannot find anything wrong with him. Maybe send him home. I told the doctor, what are you talking about? He could not even move. So he said, okay, the hospital doesn't administer to younger children, to the, you know, like the teens, teenage age. So he said, oh, but go to Loma Linda Hospital. So we took him to Loma Linda, actually the ambulance took him to Loma Linda Hospital. And when we were in there, his leg was completely paralyzed from waist down. We did not know what was happening. He was paralyzed. He could not move. And so paralysis can happen to many. And we were paralyzed very much. You know, our heart fell for him. We couldn't do anything much because, and it just, emotionally, we were paralyzed. When I saw him and they admit him to the hospital, and a couple hours later he was in the emergency, in the ER, because they had no idea what was going on. And we pray, and we came in and touched his toe. Could not feel anything. He could not feel anything. No cold, no hot, not even move his toe. And so he was paralyzed. So in my mind, I was, you know, like, just don't know what to say. Don't know what to feel. I was paralyzed myself emotionally. Things start popping up into my mind. Okay, what are we gonna do with him? How are we gonna take care of him in the future if that is the condition that he will be in? And with Jaden too, he just had no idea, and
he just froze. I mean, but one thing in that day, he said, if that is so, that God allowed things to happen to him like this, he trusts in the Lord. And that was a comfort, you know, for us, that he was able to say that. Paralysis hit us in many ways and hit all of us in many different facets. The time that we are paralyzed when our parents get divorced. We are paralyzed when we lost a mom, a dad. We froze up. We don't know what to do. There were times when our husband, our wife say, okay, here's the divorce paper. Sign it. We just came to a place of cannot do anything. Our body just shut down completely. There were times our friend say some hurting things, or our parents say things that hurting so bad that we just froze up. Paralysis, we tense our body and we cannot do anymore. Here, the situation, well, actually, I know many more who were paralyzed. My dad-in-law, he was paralyzed. Faith, I don't know if you know, is cousin of Ken Kai. She was paralyzed completely from the accident. There are many, many things that cause paralysis. The story is about a man who was paralyzed today. And it came about one day that he was teaching. There were some Pharisees and teachers of the law sitting there who had come from every village and Galilee and Judea and from Jerusalem, and the power of the Lord was present for him to perform healing. Here Jesus was teaching in Capernaum. That's another passage that say where he was. And he was in the house full of people teaching. And the Pharisee, the teacher of the law, they were sitting there. They were studying every move that Jesus was doing, every word that he said, because they are questioning who he was. And the power of the Lord was present for him to perform healing. Now, if we really understand who Jesus was, Jesus was Son of God. He was able to heal as God himself. But he became a man. The Bible in Philippians said that he emptied himself. He emptied himself and became a man. A God emptied himself and took the form of a man. And so, as he emptied himself, became a man, so as he gave up his power to heal, his power to do anything that he can do. And so Jesus relied on the Father. That's the reason why last chapter, verse 16, saying that he retreat to the wilderness, he retreat and be with the Father most of the time to know the Father's will, and also to be filled with the Spirit by the Father. And Jesus here, he was filled
with the power, you know, given to him to perform healing. Sometimes we think that Jesus can heal anyone, anytime. That is something that we misunderstood. Jesus relied on the Father always. On the Father always to heal. Because he emptied himself. He emptied the deity himself to become a man. He chose that road. Because if not, our sins still remain. He was unable to die and save each one of us. But the power of the Lord was with him. God was with him. God enabled him to perform healing. God, he prayed to God. He depend on God totally. Verse 18, and behold, some men were carrying on a bed a man who was paralyzed. And they were trying to bring him in and to set him down in front of him. And not finding any way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let center in front of Jesus. Well, here there were some men who carrying a bed, and on that bed was a paralyzed man. Well, in Mark verse 3 of chapter 2, saying that four of them carried the bed. We don't know how many more, because when they were on the roof, four men carrying, there must be some other men who trying to open up the roof so that it can be lowered down. But we are talking about people who loved this man and know that Jesus was in that house, and the house was full of people. And I believe it or not, no one cleared the way for him to come in. I remember two Sunday ago when we went to Hoi Dao, right? And on Sunday, we were full of people. And people cannot walk in. I saw a lot of old people who walk in, and they did not have a seat. And no one really gave them a seat. I stand up, say, here, give it to an old lady and an old couple. Because it was so full. And that is the situation here. No one really cared. They want to, yes, some sitting down because they are the Pharisees, they are the teacher of the law, the big, you know, big shot, okay? They came in, people just give them room, and they sit down, and all the people just, okay, I need healing, I need to hear Jesus' word. And this man paralyzed need help, and no one really care beside his friends climbing up, and they have to climb up the roof, and they have to lower him down. Sometimes there's no room. Sometimes we don't make room. Sometimes, you know, we think we're okay. And at that time, this four men trust in the Lord. Trust that Jesus was able to heal them. So they the paralyzed man and lower him down. The man was paralyzed. He paralyzed, he could not move. He probably was staying at home because since he was carrying on the bed, therefore he was not able to walk. I remember Jaden lying in that bed, could not even move his feet. He could not move. Well, thank God that after a few weeks, he was able to start wiggling his toe, and then more,
and more and more. If God chose not to heal him, he probably still, you know, in bed. And probably we have to take him here on a stretcher, on a wheelchair, on something. He was paralyzed. And this man was paralyzed, so the friend had to carry him in. Sometimes paralysis of the mind. He was not able to come, nor able to ask help. The friend has to come and pick him up and say, "Let's go. We need help." We have to realize that there are times that we need help badly. In some condition that our heart just melt, we could not do anything. When a loved one just forsook us, forsaken us, and we could not even move, we could not even do anything. We need help. You know, some people that I know, when they lost a loved one, they were totally paralyzed mentally and their soul too. They cannot even move. They cannot even pray to God. Paralysis, total paralysis. They cannot even eat or drink, laying there. I was talking to one lady that she lost her husband while I was working at the home. And she was saying that her daughter-in-law, she lost her son, but the daughter-in-law that she was worrying about could not even eat, could not even drink. She lost so much weight, and she did not even want to go out of the house. The mourning is so much that she was total paralyzed in her mind, her soul, her body. They believe in God, but yet they could not do anything. Until they realize that they need help. Or someone care enough to help, because a paralysis person cannot move, cannot function. Do you know someone that is paralyzed in the mind, in the soul? It can be very close to home. It can be very close to home. It can be you, yourself. It can be your mom or dad. It can be your brother, or your sister. It can be your cousin. Pain is real. Paralysis of the mind, of the body, of the soul is real. The paralyzed person cannot move, cannot do it on their own. They need help. And God called each one of us here. Maybe we are the paralyzed person. Maybe we are the one who need help. Are we open to receive help? There's also a person who's paralyzed next to us. Can we help? Can we move them? Can we bring them? Can we talk to them? There's paralysis of the soul. Cannot pray anymore. Lose hope. Lose trust in God. God, where are you? Why things happen to me at this time? Why things is happening beyond my control? You paralyze me, Lord. Where are you? Answer me. I'm sure this man was staying home, could not move, could not come to the Lord. Probably thinking of why this thing happening to me. Lord, you are a good Lord, a loving Lord, a healer.
why you allow this to happen to me. Cannot move, cannot pray, cannot do anything, helpless. The four men came. Maybe many more came. Carry this paralyzed man to Jesus. Will you be that man? Will you be this four men? Sometime we need help. Sometime we can give help. So they lower him down in the center in front of Jesus. And seeing their faith, Jesus said, "Friend, your sins are forgiven." Some people read this place, this verse, and say, "Oh, because he sinned, therefore the Lord gave him the paralysis. The sins did it." Sometimes the sins, the Lord allow it to happen to bring us closer to him. But a lot of time is not happening because of the Lord. But the situation came. Paralysis came, for example, to Jaden because he had the vaccine. And 3 weeks later, it happened to him. This morning, I look at it, and 3 out of 1,000 people who got vaccinated or get Guillain-Barré syndrome. Okay, that is from the vaccine. The body react. I mean, the body just think that's when the virus or the bacteria attack the spine nerve, and then the body itself attack. You know, because it sees that okay. It changed the DNA of the body, so it self-attacked, okay? That's the condition. And that is also something that happened with Jaden. Well, Golili still feel really bad, and that, you know, that we took him for the vaccine is nothing of her, but the guilt that maybe that was the, you know, that contribute to it. Faith drove, accident, the car fell down, I mean flipped, and she was paralyzed. She lost a friend, one or two, I forgot. One friend, and the other friend was really badly hurt in the accident. It wasn't her fault. Car slipped, flipped, and things happen. Things can come to us in many different forms. It's not sins only, but this situation, Jesus say, your sins are forgiven. For this man, something had happened to him. He probably lost his faith in the Lord. And the Lord know that. He was total paralyzed, and the Lord wanted to heal him, not just the physical body, but the soul. Something in him that probably he no longer trusts in God, no longer he lost faith in the Lord, or something that he did that caused it. We don't know, but the Lord knew him. The Lord knew him full well, deep inside of him. Your sins are forgiven. I don't know, you know, with that man, what he had done when the Lord said, your sins are forgiven. Lord, yes, I have sinned. How about my condition? How about, you know, I'm paralyzed right here. Why you mention my sins are forgiven?
there will be many questions that we will ask the Lord, why? But the Lord knows. At this time, you know, the Lord may tell you, your sins are forgiven. Lord, what should I do? Oh, I have sinned against you, Lord. I've sinned against you. The sins I don't know. Or maybe the sins I knew, but I cannot. It paralyzed me. It took my life. It took my mind. It took my soul. And I cannot even move. I cannot do anything anymore. Forgive me, Lord. Jesus said, your sins are forgiven. Only you, personally, know what is that sin. No one else knows. The secret sins, the sins that we don't even know. And Jesus knows. He said, your sins are forgiven. And the scribe and the Pharisee began to reason, saying, who is this man who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? The Bible says only God alone can forgive sins. And here, this man said that he can forgive sin. He's blasphemed against God. He elevated himself to the place of God. It is a reasonable question, right? A reasonable doubt, because they don't know who Jesus was. Maybe they saw him. Some thought that he's a prophet. Some thought that he's a teacher. Some thought that, oh, he may be a Messiah, who came to save the world. But God? No. He's walking among us. He's doing the many things among us. He's a mere man. How can he say, your sins are forgiven? But Jesus, aware of their reasoning, answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, your sins have been forgiven, or to say, rise and walk? Jesus asked them again, because Jesus knew their thought and their mind in their face. Sometimes I look at your face, I do know what you are questioning. You know, we can see when we preach and when we say something that maybe incorrectly, theological, we say something that may not be theological correct. You would question. You would ask, oh, what is this? What is this? Yes, sometimes we messed up. Sometimes we, didn't say correctly. Sometimes our theology may not be there yet. We're still learning, Pastor. We're still learning. No one really know everything about the Bible, the revelation of God. We're trying our best. Sometimes we do mess up. But, Jesus knows full well of their heart. Of the Pharisees, of the teacher of the law, they claim to know everything about God. They claim to know all of the revelation or the teaching about God. And they also have so many laws to keep themselves from sinning against God. But Jesus asked them the question. So I said,
their sins are forgiven. Oh, one thing I forgot to mention. Your sins are forgiven. Here's the plural. That's also including the men who carry, not just the paralyzed men. The faith of the four men and the friends and the paralyzed are forgiven. Brought them to the place of forgiveness. Why are you reasoning in your heart, which is easier to say your sins are forgiven you, have been forgiven you, or to say rise and walk? Which is easier? What do you think? It's a question to each one of us too, right? It's a question for the Pharisees. It's also a question for each one of us. So which is easier? Forgive sin or heal the paralytic, paralyzed man? Which one? Forgiving sin? Heal a paralyzed person? Which one is easier? Come on, raise your hand. Just you know, there's no wrong answer. Just raise your hand. I want us to think about it, you know, because sometimes we hear, but we don't think. It's good. The Pharisees thought about it. They brought up of all the theological issue here, you know. Jesus said, forgive sin. Okay, I have to think. Who is this? Only God can forgive sin. So now if Jesus claimed he can forgive sin, there are only two things. He must be God, or he's a mere man, blaspheme against God. And that is a death sentence. I have to pick. The question was raised, and Jesus gave the answer. But in order that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin. But in order that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin, so Jesus said, I say to you, rise and take up your stretcher and go home. And at once he rose up before them, took up what he had been lying on, and went home glorifying God. So now, come back again. Which is easier? The easier one usually go first, right? And the hard one come later, right? Or the hard one come first and the easy one come later. It is a very hard question because right here, there's not really a straight answer. But we have to understand one thing. The paralyzed person was healed, but it took the life of the Son of God to forgive sin. Right? It took everything. It took everything of Jesus to forgive sin. His whole life to bear the sins of many, to bear the sin of you and me. It took him, it took his life, it took everything about him to forgive sin. Sometime we pray, we ask the Lord, Lord, forgive, heal me. Heal me for this, or heal me for that. Lord,
I'm broken. Help me, Lord. The Lord will say, yes. My body has been broken for you. I die in your place. I have done all that because I love you. Can we trust in the Lord? Can we trust that He has done all that? Sometimes the paralysis took us apart, took us everything that is of us. We are unable to trust again. But you know, we need to trust in the Lord. He gave us everything about Him so that we can trust again. The paralyzed man could have said, I don't want to go to see the Lord. I want to stay home. I don't trust in the Lord. I don't trust in the person that you say is able to heal. He would have been staying home and would still, for the rest of his life, with the paralysis. Sometimes we are unable to trust because, you know, of forsaken, of mistrust, because of someone lied to us, someone forsook us, and just, you know, and there is sometimes it just the it's not fair. It's not fair in the family. There are many different things that you know, that we are unable to trust again. But at least trust in the Lord. That small trust, that small faith can move the mountains, you know? This man, this paralyzed man, trust in, or have hope in the Lord. That little hope, maybe I'll be healed. And he trusting enough to allow the four friends to move him up the roof. I may fall down. Come on, guys. Hey, you know, four of you, I think it's probably a stretcher or something like that. You know, you're going to tip me and the rooftop down. You know, you kill me before I don't know if I'm going to be healed or not, but you're probably going to kill me before that. This man could have had all kind of questions, but he allowed the friend because he trusts in the friend again. He trusts in the friend that they love him, that they can carry him to the Lord Jesus Christ. And he trusts enough that the Lord may heal him. He did not even know that, okay? He did not even know that the Lord can heal him. But at least he trusts that the Lord may heal him. And at the moment in front of the Lord, Jesus saw that trust, that hope. Your sins are forgiven. Get up, rise, and walk. He could have said, no, I'm not going to rise and walk. I don't think I can feel, you know, my leg is still cannot move, Lord. My body still cannot move. I think I'm paralyzed still. Right? He stand up and he walk. That very simple faith. He can say, sometime we're total paralyzed, you know? Even though the Lord say rise and walk, we may still lay in our bed. I'm still hurting, Lord. I cannot rise. I'm hurting. That person hurt me so bad.
My mom, my dad hurt me. My husband, my wife hurt me. My parents hurt me. My friends hurt me so bad. I don't want to get up. I cannot get up. When the Lord said, rise. Take up your stretcher. Take up that crutch of yours. Rise up. That moment, we know we can walk when we rise up. That moment, we know that we are healed when we rise up. If we don't rise up, even though we're healed, we're still going to lie there and not heal. Because I'm not talking about the physical side of it, the body, the emotion. Sometimes we are paralyzed. We don't allow the Lord to heal our emotion. We're still holding it so deep inside. I'm hurt, Lord, I'm hurt. But the Lord said, you are healed. Rise up. Let me put that joy back in you. The laughter, the smile that you used to have, the giggling, the cheering, you know, the happiness that you have. Trust in me. Your sins are forgiven. Don't hold it back. Sometimes we hold back our sins too. The Lord say, you are forgiven. And we have a guilt that just like holding back, I'm not going to let that guilt go. No, let that guilt go and be healed. The guilt will kill us, paralyze us. You are forgiven. You are healed. Rise and walk. We need to forgive ourselves. And we also need to forgive others who hurt us. The Lord has forgiven us. And so, He had forgiven our friends who may have hurt us, the parents who may have hurt us. Don't hold that guilt, you know, on them. Don't hold that guilt back. Forgive. Forgiveness set us free. Forgiveness set us free. The Lord freed these men first. Free this man who's paralyzed inside his mind, his heart. The Lord want to free him up. And then his body. We have to be healed. Allow the Lord to heal us. The strength is giving back. Not only stand up and walk, but he also carry the stretcher on his shoulder. Ding, 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 ding. I'm going home. I'm happy. I'm strong now. I can walk. I can carry the stretcher. Four friends carry it on me. Now I'm carrying the stretcher. I'm going home. The strength to live again. The strength to stand up and walk. Because why? Because I got help. I accept the help. I believe that the Lord can help me. And now I'm standing up. I walk. And I can help now. You know, the experience you go through is the most valuable things because no one else went through it. When you went through it, you know, you experience it.
and you know you experience a healing from the Lord, now you are strong and you can help others because you've been through. This paralyzed man will walk around glorifying God. That's what verse 25 say. Glorifying God. He glorifying God, for he have received forgiveness. He has received mercy. He has received healing. All were astonished. But you know, don't know what's going on. This has never happened before. It cannot happen. It has never happened before. But it is happening. And the man, this man here, is the living witness. What has happening in your life that you can stand up and praise the Lord, glorifying him? There's many in my life. Many. I'm sinners. I was a sinner. Saved. I don't know how I got saved in the first place. It's just like, you know, I was very bad, very much, you know, always, you know, joke around, play practical joke on my friends, you know. many things that I did was very not good, hurting other people, you know. I was a big bully when I was young, you know, so. But the Lord saved me. And, you know, I see in my life many experiences that I went through. For example, experience with Jaden. That's the experience that, you know, I would not trade for anything. To trust in the Lord. To pray for him. To help him through that time. And to be with him. And, you know, the experience of going through, you know, like losing job, you know, dependent, like about to sell the house and probably moving caravan or I don't know, a car, a van or whatever, and drive out to the desert and live out there, you know, when I have tons load of credit card debt and there's nothing, no saving whatsoever. And the Lord deliver. I just trust in the Lord. And the Lord, you know, solved everything within just 2 years. 2 years. The Lord solved everything. So I can trust, I can say trust in the Lord with your, you know, financial, with your job. I'm the witness of that. I walk out, I didn't have any job, I didn't have anything, but I trust the Lord will take care of me. That's one thing I said. I said to Lily, I said to all of my kids, the Lord will provide. And I trust in it, and the Lord has provided. So the experience that we go through, we went through, we are able to help others. Out. You know, we are living witnesses to what the Lord has done. People will see this paralyzed man walking, praising the Lord. He was paralyzed. He's healed. He's glorifying the Lord. Probably his face is all smiling
and you know, no more fear, no more pain. The Lord healed me. And that a total healing. Instead of being paralyzed, need help. Come to trust in the Lord, trust in the people, forgive receive forgiveness from the Lord, forgive myself, forgive others who hurt us, and get help, accept help, believe in the Lord has healed me, stand up and walk. A new person, new strength in the Lord. Amen. Let us pray. Lord, in many ways, we are paralyzed, Lord. And we pray that you heal us. Forgive all of our sins that hold us down, that keep us flat on the ground. Lift us up. Help us to rise above and glorifying you today. Until the day we meet you, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. God, thank you, Andrew. Thank you, Pastor Ansari. And what a wonderful story to read about this morning. And just a reminder that we can experience freedom with God. And through his son, Jesus Christ, we are forgiven. We are free from the worries that we have in life that comes with, you know, that comes with life. And we can find ourselves many times, relating to the story, I can definitely say, I have been paralyzed in many times in my life, emotionally and mentally. It reminds me, as I was listening, it reminds me of the word analysis paralysis. I don't know if you guys ever heard that before, but it's overthinking, right? When you think too much to the point where you can't do anything, and you just say, you throw up your hands and say, I give up, I don't want to do anything, because you overthought it. So it can take hostage of your you know, mentally, and hold you captive to your thoughts. But this was a good story to just hear and be reminded of the freedom and the salvation and the healing that God gives us. Okay, all right. So a few things in case you missed us or you missed it in the beginning is a sports fest happening the end of this month on the 23rd and 24th on the first weekend, and then the second weekend, 30th and 31st, both Saturday and Sunday, okay, at Yorba Linda High School. Second thing is summer camp for VAY. That is on August 10 through 14, 4 days, and that's at Verdugo Pines. Okay, so pray for our community, pray for the VAY, the leaders and the pastors that are attending those events. Keep them in your thoughts and your prayers that they will help the youths and all those who are attending grow closer to Jesus Christ, okay? All right, guys, that is all. Let's close with prayer. Father, we thank you for your word this morning, God. Thank you letting us hear this story of Jesus healing the paralytic and the friends that got to experience his saving grace and the forgiveness of their sins, Lord, on that day. Father,
may you continue to help us, God, to grow closer to you, to be reminded that our sins are forgiven, God, and that we can experience healing through you, Lord, and through your Son, Jesus Christ, and what he did for us on the cross. Help us, God, to have a heart that seeks you first and put you first in our life, in everything that we do. May you get the glory and the praise, God, because you are worthy, and there is no one like you, Lord. So we thank you for today's message and hearing this, and thank you for your Son, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit that you have given us, Lord. We thank you, Lord, and pray all this in Jesus' name. Amen. Well, that is all. Thank you all for joining us. We'll see you next Sunday. Have a blessed day. Jessica. Mời mục sư lên. Thân ái kính chào con dân Chúa đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta vui mừng, chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta đến với Chúa thời gian này, chúng ta biệt riêng thời giờ này, chúng ta đến với Chúa, tôn vinh danh của Chúa. Xin mời ba hát và xin mời mục sư quản nhiệm lên đây. Cầu nguyện khai lễ để dâng hết buổi lễ lên cho Chúa buổi sáng hôm nay để chúng ta được phước.
chương bắt đầu cho thờ phượng năm này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 16 từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta cùng lắng nghe. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từ Ngài hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài, hãy thực sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng. Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời, sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Chủ đề của Thi Thiên 96 là lời kêu gọi dân sự Chúa hãy đến thờ phượng Đức Giê-hô-va, và để nói lên cái niềm vui của sự cứu chuộc tạo ra một bài ca mới cho những người được cứu. Bối cảnh của Thi Thiên 96 này là những người Do Thái được hồi hương, được trở về sau 70 năm bị nô lệ ở tại Babylon. Họ được vua Cyrus được ký cái chiếu chỉ cho họ được hồi hương sau 70 năm bị nô lệ. Bởi vì trước đó là họ thờ hình tượng, nên Chúa đã phạt dân sự của họ. Và dân sự và Chúa đã đài dân sự đi qua xứ Babylon. Và bây giờ 70 năm đã xong, và đúng theo như lời hứa của Chúa, Chúa cho dân sự trở về. Chúa cho dân sự về để họ trở về sự thờ phượng Chúa. Và đây là cái tấm lòng mong đợi của họ, được thấy, được gặp lại đấng Mêsi, đấng sức dầu để khôi phục lại cái vương quốc của Chúa. Ở đây nói từ câu 1 đến câu 3 là lời kêu gọi của sự thờ phượng. Và từ câu 4 đến câu 6 là cái nguồn cảm hứng của sự thờ phượng. Nếu mà chúng ta đến thờ phượng, chúng ta thờ phượng cái gì? Ở đây nói lên là Chúa. Chúng ta nghe đây lời kêu gọi 3 lần. Nói là sao? Hãy hát sướng, hãy hát sướng, hãy hát sướng. Để nói lên cái tấm lòng vui mừng về đã được cứu. Và tiếng hát nói lên cái tâm trạng của những người có những cảm xúc về cái vấn đề nào đó, phải không? Khi mà mình hát là có cái cảm xúc nào đó. Ở đây nói lên cái cuộc đời của những người được cứu, được giải phóng. Và đây là cái bài ca mới cho đức tin của mình. Chúng ta từ câu 2 đến câu 3 nói đến cái niềm vui mừng của họ, những cái công việc lạ lùng của họ khi mà Đức Chúa Trời đã giải phóng họ. Và không phải là chỉ đây là lần đầu tiên Chúa đã giải phóng họ từ khi mà dân sự được bị nô lệ ở tại xứ Ai Cập đến 40 năm lưu lạc trong đồng vắng, cho đến sau này bị lưu đày, rồi Chúa cho hồi hương trở lại. Nói lên cái sự yêu thương nhân từ của Chúa. Chúng ta đến đây như cũng vậy, nói lên cái tấm lòng của Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa đã giải cứu chúng ta. Chúng ta là những con người tội lỗi, những con người mà không xứng đáng, mà Chúa đã đem chúng ta đến để chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể cùng nhau thờ phượng Chúa. Và câu 4 đến câu 5 nhắc lại một lần nữa là Đức Chúa Trời là đấng độc tôn. Ngoài ra không có một thần nào khác. Và đây là cái lý do, cái nhắc lại cho họ cái lý do họ bị lưu đày trong 70 năm. Bởi vì tổ phụ của họ đã xoay bỏ Chúa, thờ các thần ngoại bang. Nhắc lại một lần nữa là các thần mà họ thờ chỉ là những cái sản phẩm của con người tự tạo ra. Nó tất cả là điều vô ích. Chỉ có Chúa là đấng tạo hóa của muôn loài. Cho nên hãy hết lòng thờ phượng Chúa. Câu 6, chúng ta thờ phượng Chúa, cái đối tượng của chúng ta là sự oai nghi của Chúa. Mình đây nhắc nhở cho chúng ta sự thờ phượng để đem chúng ta đến với tất cả với nhau, cũng như thờ phượng để nhắc nhở cho chúng ta là Chúa là đấng đối tượng. Nhắc nhở một lần nữa, chúng ta không phải đến để chúng ta vui với nhau, chúng ta không phải là đến để nghe những bài giảng, nhưng mà cái mục đích chính của chúng ta là đến thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có một sự tương giao đó với Chúa mỗi ngày, tỏ ra cái sự đẹp đẽ, tràn đầy linh lực. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời đã được Chúa giải phóng
Chúa đã cứu chúng ta khỏi cái cơn án phạt đời đời. Xin chúng ta cùng đứng lên để chúng ta thờ cầu nguyện. Mỗi người đến với Chúa thì chúng ta lắng nghe cái lời cầu nguyện mỗi người đến với Ngài. Và tôi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho cả hội thánh. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời đời đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con, Chúa đã cứu chúng con là những con người tội lỗi. Đáng lẽ là Chúa bỏ mặc chúng con, Chúa đã đem chúng con ra từ những thế giới tội lỗi này. Và Chúa đã cứu chúng con để chúng con trở thành những con người thuộc về Ngài. Chúa không xấu hổ về những cuộc đời xấu xa trước kia của chúng con. Chúa hạnh diện và Chúa kêu gọi chúng con là con cái của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa trong ân sủng đó. Và sáng hôm nay chúng con đến với tấm lòng tìm kiếm Chúa. Và xin Chúa mở tấm lòng của chúng con ra để chúng con thấy được sự lạ lùng của Chúa, sự nhiệm màu của Chúa, ân sủng của Chúa dành cho đời sống của chúng con, để chúng con sống cho mục đích là chúng con thờ phượng Chúa, sống để yêu thương, gìn giữ với nhau trong bàn tay của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu nguyện, xin Chúa cũng đói xem những ông bà anh chị em của chúng con đang đi xa vắng mặt ở đây. Xin Chúa cũng đem tâm lòng đến trong sự thờ phượng Chúa, nhắc nhở rằng cuộc đời của chúng con là cuộc đời được giải phóng ra tội khỏi tội lỗi, và chúng con sống bởi từ nơi năng lực từ nơi Chúa. Lạy Chúa, chúng con dâng tất cả những lời ca tiếng hát, lời cầu nguyện của chúng con đến với Ngài sáng hôm nay. Xin Chúa hướng dẫn mỗi người trong chúng con đến với Ngài. Và chúng con cầu nguyện đặc biệt cho mục sư diễn giải của chúng con sáng hôm nay là mục sư Dương Đức Hiền. Xin Chúa dùng ông để rao truyền lời của Chúa, ban phát cho chúng con để chúng con nhận lãnh như là thức ăn thiêng liêng, để chúng con nuôi sống đời sống thuộc linh của chúng con mỗi ngày, để chúng con được lớn lên, trưởng thành và sống phục vụ Chúa, sống để mang nhiều linh hồn đến để tiếp nhận Chúa là của chủ của cuộc đời của mình. Chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Sư Hội Thánh tiếp tục đứng. Chúng ta vui mừng, chúng ta ca hát vì quyền năng và ơn thương xót của Ngài. Nghe tiếng Chúa gọi, vì Chúa yêu con nên chúng con theo gót Ngài. Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài. Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi. Thank you.
vui lòng đón nhận con đây. Xin hội thánh an tọa. Chúng ta tiếp tục ngợi ca Chúa. Vào trong giây phút này, con cất tiếng hát khen, ngợi khen Ngài. Vào trong giây phút này, con cất tiếng hát vang, con cất tiếng mến yêu bên ngôi mình. Quỳ vào trong giây phút này, con hướng đến tiếng nhạc, nâng hết cả ngưỡng yêu trên bàn tay. Và con ơi, con yêu Ngài, lời hương tin con dâng Ngài, lòng thiêng thu yêu mến dần lên trái. Tại đây giây phút này, con ngước mắt lên sao, dân Chúa cùng hoan ca ngợi nghe danh Chúa. Tại đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca con thơ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Lạy Giêsu ái tử, con ngước mắt lên cao, dâng tiếng hát chỉ tôn hương thơm ngát. Vừa qua muôn cánh đời, tay Chúa ra đưa con trở đến bên an vui bên. Lên tiếng hát kính yêu cha muôn đời. Xin chào mỗi ngày chúng ta đến với lời của Chúa. Sau đây chúng ta đứng lên, chúng ta đọc lời của Chúa. Chúng ta đọc theo thể đối đáp, để mỗi người chúng ta được lãnh được lời của Chúa. Tôi xin đọc một câu, quý cụ, quý ông bà, chị em đọc câu kế tiếp. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta.
Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đó là lời Chúa. Tiếp tục chương trình, xin Hội Thánh hiệp ý chúng tôi trong sự cầu nguyện. Chúng ta dâng của lễ lên cho Chúa. Đó là phần phước hạnh chúng ta. Con tạ ơn Chúa. Chúa đưa dẫn ông bà anh chị em cho con đến đây. Chúng con có đặc ơn được ra mắt Ngài buổi sáng hôm nay. Chúng con hướng lòng về Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài đã đấng dựng nên con. Sau đây chúng con nghe lời của Ngài là phần 10 phước hạnh. Chúng con biết rằng của cải đời này, những vật chất là do đến từ Chúa. Chúng con nhận lãnh, chúng con quản lý. Và đây chúng con của lễ dâng cho Chúa để tỏ lòng biết ơn và mở rộng công việc nhà Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cũng xin Ngài chữa lành bệnh cho các ông bà anh chị em chúng con, như cô Dung cũng bệnh, những người lớn tuổi cần thêm sức từ nơi Ngài. Và Ngài đặc biệt sức giàu đến tôi tới Ngài. Hôm nay cũng nghe nói là một sư Duy Đức Hiền cũng mệt, xin Ngài thêm sức cho ông. Thần của Ngài ngự trên ông để chúng lời giảng ra từ ông, chúng con nhận lãnh đặc biệt từ người lời Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con nhận lãnh vật thực, bất cứ điều gì đến từ Ngài với lòng biết ơn. Sau đây Ngài hiện diện ở chúng con, mở lòng chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin anh Hội Thánh an tọa. Sau đây có một công dân Chúa sẽ hát bài lắng nghe lời của Ngài. Lắng nghe tiếng Chúa, mỗi ngày chúng ta nghe tiếng của Ngài và làm theo lời của Ngài. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con đúng lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui trọn vẹn, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần gian. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giáo cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền giao chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường
đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần gian. Biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau, xin cho con biết cất lên trả lời và vẫn theo ý Chúa, xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân gian. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần gian, lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Sư Dương Đức Hiền, dạ kính mời mục sư. Xin trân trọng kính chào tôi tới Chúa và kính chào quý con cái rất yêu dấu của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, trong mấy ngày gần đây, khi tôi cầu nguyện với Chúa và hỏi Chúa là con phải giảng điều gì, thì tự nhiên có một cái sự trả lời trong lòng tôi. Chúa dạy dỗ cho nên con, trong giai đoạn này con phải giảng về ngày Chúa Nhật và về phần 10 của Chúa. Là cái điều mà trong suốt cái chức vụ của tôi rất là ít khi giảng. Không biết hồi xưa vì cái lý do nào, vì tôi ngại hay là vì cái sao mà tôi quên rồi, nhưng mà tôi ít khi bị giảng về những vấn đề này. Nhưng mà Chúa thúc giục rất là mạnh mẽ trong lòng tôi là phải giảng. Cho nên hôm nay, sau gần 60 năm theo Chúa và 50 năm hầu việc Chúa, sau khi đọc Kinh Thánh và nhiều lần về luật pháp của Chúa, và nhất là sau khi tôi có cơ hội để tiếp xúc với rất là nhiều con cái Chúa ở khắp mọi nơi, có thể nói mọi nơi trên thế giới, từ ở bên Việt Nam, ở miền Nam, miền Trung ra miền Bắc,
rồi bên Mỹ, bên Canada, bên Úc, bên Âu Châu. Đi đến những cái trại nào, đi đến những cái nhà thờ nào, tôi cũng ở riêng với con cái Chúa và hỏi họ về cái việc họ tin Chúa khi nào, theo Chúa đã làm sao. Và rốt cuộc lại tôi học được bài học này, mà giờ này tôi có thể quả quyết với quý vị. Cá nhân nào, con cái Chúa nào mà trung tín, giữ cái ngày Chúa Nhật cho Chúa và trung tín về sự dâng nộp một phần mười, thì không sớm thì muộn, cá nhân đó sẽ được phước dư dật, y như lời Chúa phán là không chỗ chứa. Gia đình nào trung tín, tôn trọng ngày Chúa Nhật và trung tín dâng nộp một phần mười cho Chúa, thì gia đình đó sẽ được phước và thịnh vượng, không có ngoại lệ. Và hội thánh nào mà con cái Chúa, nhiều con cái Chúa trung tín về ngày Chúa Nhật, giàu cảnh hoàn cảnh ra sao nữa cũng cố sức mà thờ phượng Chúa, đi nhóm cách trung thành và thờ phượng Chúa. Rồi trung tín trong việc dâng nộp một phần mười cho Chúa, thì hội thánh đó sẽ thịnh vượng và đầy ơn phước, không có ngoại lệ. Cho nên sáng hôm nay tôi sẽ cậy ơn Chúa, dùng lời Chúa để nhắc nhở hội thánh về phần mười. Thực ra thì tôi được Chúa dạy dỗ phải giảng hai đề tài này, nhưng mà dĩ nhiên trong một thời giờ ngắn ngủi thì tôi chỉ có thể giảng một đề tài là phần mười mà thôi. Còn ngày Chủ nhật thì dịp khác sẽ nói đến. Kính thưa hội thánh, khi tôi mới tin Chúa không lâu thì tôi nghe những thanh niên đồng trang lứa tôi và đã tin Chúa trước và tin Chúa lâu năm rồi đó, nói với tôi rằng ngày nay là thời tân ước, cho nên chúng ta không có cần phải giữ những cái luật lệ ở trong cựu ước nữa. Thì tôi nghe như vậy, tôi hiểu như vậy. Nhưng mà khi lớn lên tôi đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và cũng có thể gọi là nghiên cứu lời Chúa, đồng thời cũng tìm cầu sự dạy dỗ của Chúa, thì tôi thấy rằng cái quan niệm, sự hiểu biết như vậy là không đúng. Lời Chúa không phải phân biệt ra luật pháp thời cựu ước hay là thời tân ước, mà luật pháp của Chúa có hai phần, có hai loại. Thứ nhất là luật đạo đức, và thứ hai là luật nghi lễ. Luật đạo đức phản ảnh bản tánh đạo đức của Đức Chúa Trời, phản ảnh cái sự công bình của Chúa, tình yêu thương của Chúa. Và luật này có giá trị đời đời, không kể cựu ước hay tân ước. Bởi vì sao? Bởi vì nếu luật pháp của Chúa phản ảnh đạo đức của Chúa, sự công nghĩa của Chúa, sự yêu thương của Chúa, thì ngày nào mà Đức Chúa Trời chúng ta còn là đấng công nghĩa, ngày nào mà Đức Chúa Trời chúng ta còn là đấng yêu thương, thì luật pháp đó cũng vẫn cứ còn. Mà nếu Đức Chúa Trời chúng ta là đấng yêu thương đời đời, công nghĩa đời đời, thì luật đạo đức của Ngài, phản ảnh bản tánh đạo đức của Ngài cũng phải còn đến đời đời. Bây giờ tôi mới hiểu là tại sao mà ngày nay chúng ta vẫn còn giữ 10 điều răn. Nếu các bạn bè của tôi và một số tín đồ cũng cả đã nói với tôi là luật thời cựu ước không giữ, thì tôi cứ thắc mắc, tôi nói ủa, 10 điều răn là được ban tại núi Sinai trong xứ Arabi thời cựu ước, lúc dân Israel mới ra khỏi xứ Ai Cập. Tại làm sao mà bây giờ hội thánh đâu có bỏ cái lời điều nào đâu? Tôi đã từng hỏi một sư thầy, trong 10 điều răn có điều nào bỏ không?
Ông mục sư nói rằng tôi thấy không có điều nào bỏ được. Phải không? Chứ quý vị hãy chỉ tôi 10 điều răn, điều nào bỏ được. Trước mặt ta, ngươi chớ các thằng khác, điều răn thứ nhất có bỏ không? Điều răn thứ nhì, dạy chúng ta đừng thờ hình tượng, có bỏ được không? Điều răn thứ ba, chớ lấy danh Chúa làm chơi, có bỏ được không? Điều răn thứ tư là giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, có bỏ được không? Điều răn thứ năm là hiếu kính cha mẹ, có bỏ được không? Điều răn thứ sáu là chớ phạm tội tà dâm, có bỏ được không? Điều răn thứ bảy là chớ trộm cướp, phải không? Điều răn thứ bảy là chớ giết người. Điều răn thứ sáu là chớ giết người. Điều răn thứ bảy là chớ phạm tội tà dâm, có bỏ điều nào được không? Điều răn thứ tám, ngươi chớ trộm cắp. Rồi điều răn thứ chín là ngươi chớ làm chứng dối. Điều răn thứ mười là ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, nói chung là thứ tham lam. Tôi tưởng trong 10 điều răn nó không có điều nào phải bỏ được hết, mà đó là điều răn cựu ước. Thì tôi bắt đầu tôi nghiên cứu tại sao mà điều răn cựu ước và không bỏ. Thì về sau này tôi mới biết rằng thực ra điều răn của Chúa không phải là cựu ước hay tân ước, mà điều răn đạo đức và điều răn nghi lễ. Ngày xưa Đức Chúa Trời ban cho nhân loại điều răn đạo đức. Ông Adam và bà Eva ở trong vườn Ê-đen có thể gặp mặt Đức Chúa Trời mỗi ngày mà không cần đến bất cứ một cái của lễ nào hay là cái phương tiện một cái lễ lạc nào cả. Nhưng mà khi ông bà đã bỏ cái điều đạo đức, điều răn của Chúa là điều răn đạo đức. Ở trong vườn Ê-đen ông bà chỉ có hai cái bổn phận, tôi nghĩ là chính yếu mà thôi, là hai điều răn chính yếu mà thôi. Thứ nhất là ông bà phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời, là Chúa của ông bà. Điều răn thứ hai là ông bà phải yêu nhau. Đó là điều răn đạo đức. Nhưng mà tại vườn Ê-đen khi ông bà bị cám dỗ, thì ông bà bỏ hai điều răn đó. Cái bằng chứng Chúa Giê-xu phán rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì làm gì? Thì gìn giữ các điều răn ta. Cái bằng chứng chứng tỏ là ông bà yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý là ông bà giữ lời của Chúa, vâng lời Chúa. Nhưng mà tại vườn Ê-đen thì ông bà đã có vâng lời Chúa không? Ồ, con rắn mới vừa cám dỗ thì ông bà liền bỏ lời Chúa mà lại vâng lời kẻ thù của Chúa, là vâng lời con rắn. Rồi sau đó thì điều răn thứ hai là hãy yêu kẻ lân cận như mình, nhưng mà ông bà có yêu bà Eva như ông không? Không, mới vừa Chúa hỏi tội cái là ông đổ lỗi cho bà đổ lỗi cho con rắn, nghĩa là ông không có yêu bà bằng yêu ông. Như vậy là ông thất bại cả hai điều răn đạo đức đó. Nhưng mà ngay tại đó thì Đức Chúa Trời mới bắt đầu ban cho con điều răn về nghi lễ. Chúa ban cho lời hứa là gì? Là ông bà trong sáng thế ký đoạn 3 câu là đoạn nói về ông bà Adam và ông bà Adam, tức là cái nguyên tổ của chúng ta sa ngã. Thì liền lập tức câu 15 chắc thế nào? Chúa hứa về đấng cứu chuộc sẽ đến. Đấng cứu chuộc đó sẽ dài đạp đầu con rắn, tức là quỷ Satan. Nhưng mà con rắn cũng làm cho Ngài bị thương vì cắn gót chân Ngài. Và đấng cứu chuộc đó ra từ dòng dõi của người nữ. Mà quá thực vậy, sau này đấng cứu thế đã đến thế gian qua một người nữ tên là bà Mary. Thì Chúa hứa xong điều đó rồi thì Chúa làm một việc nữa, là Chúa giết một con thú để lấy cái, bởi vì ông Adam Eva mà khi gặp mặt Chúa thì lấy làm xấu hổ, vì sau khi ông phạm tội ông biết mình xấu trần truồng, ông cảm biết mình có sự lõa lồ, ông bèn lấy lá vả mà kết lại làm áo che thân. Nhưng mà buổi chiều nắng nóng nó làm cho lá bị hư, bị khô đi, thì cái sự lõa lồ nó hiện ra.
để dạy chúng ta biết rằng cái đạo đức riêng của chúng ta mà chúng ta cố gắng tô bồi cho cuộc đời chúng ta để che lấp các cái sự xấu xa của chúng ta thì cũng như la vả thôi. Khi ánh nắng của mặt trời công nghĩa của Chúa mà chiếu vào thì nó lộ ra hết, nó trần truồng ra, không che được cái sự gian ác xấu xa của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời phải giết một con thú. Con thú là một hình bám của Chúa Giê-xu để mai một áo dài che phủ kín ông bà Adam Eva thế nào, thì đấng cứu thế cũng phải bị chết, đổ huyết ra để sự công nghĩa của Ngài che phủ hết tất cả sự lõa lồ, sự xấu xa của chúng ta như vậy. Từ đó, đó mới có cái luật về, gọi là luật về nghi lễ. Và sau đó thì con ông bà Adam Eva, khi ông bà Adam Eva bị đuổi ra khỏi vườn, không thể tiếp xúc với Chúa được nữa, thì bây giờ người ta phải tiếp xúc với Chúa bằng cách dâng của lễ. Cho nên Ca-in và A-ben bèn đến gặp Đức Chúa Trời bằng cách dâng của lễ. Nhưng mà Ca-in dâng một của lễ không có ý nghĩa gì về sự cứu chuộc cả. Đó là những trái cây mà ông nghĩ rằng đó là công khó ông làm ra để dâng lên cho Chúa, thì Chúa không có nhận. Nhưng mà A-ben là người dâng con chiên chịu bị giết, là làm hình bám về Chúa Giê-xu bị giết, thì Đức Chúa Trời đã nhận lời và đẹp lòng. Từ đó mới có sự dâng của lễ. Cho nên về sau này ông Noe cũng dâng của lễ. Và đến đời Abraham thì Abraham thường dâng của lễ mỗi lần đi gặp Chúa. Nhưng tuy nhiên, của lễ là hình bám về Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá rồi thì người ta không cần dâng của lễ nữa. Chúa phán khi chết trên thập tự giá, Chúa phán xong rồi. Mọi sự đã được trọn. Và Chúa Giê-xu, vì tất cả các của lễ trong thời cựu ước mà Đức Chúa Trời dạy cho dân sự Chúa dâng lên, từ cái của lễ cho đến chức vụ thầy tế lễ cho đến các kỳ lễ trong cựu ước mà Đức Chúa Trời truyền giữ dân Israel phải thực hành, là làm hình bám về đời sống cứu độ của Đấng Christ, cũng như sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự phục sinh và sự thăng thiên vinh hiển của Ngài. Cho nên khi Ngài đã dâng mình trên thập tự giá, đã chết chuộc tội chúng ta, đổ huyết ra để rửa sạch tội chúng ta, thì Ngài, Kinh Thánh sách Hê-bơ-rơ trong Tân Ước có dạy rằng Ngài đã dâng thân thể Ngài là một của lễ một lần đủ cả. Và đó là của lễ đời đời. Cho nên thời nay chúng ta không cần dâng con chiên lên bàn thờ. Thời nay chúng ta không cần phải giữ cái lễ nghi của thời cựu ước, là vì Chúa Giê-xu là của lễ đời đời. Mỗi lần chúng ta muốn đến với Chúa Trời, chúng ta dâng của lễ là Chúa Giê-xu Christ. Cho nên chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện với Ngài, nhân danh Chúa Giê-xu mà đến trước mặt Ngài. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu giống như A-ben đời xưa. A-ben đến với Đức Chúa Trời thì ông làm gì? Ông nói: ồ, tôi là tội nhân, tôi đáng chết như con chiên này, nhưng con chiên này chết thay cho tôi. Và cái niềm tin của ông về cõi tương lai rằng sẽ có một đấng cứu chuộc đến để chết thay cho tôi. Còn chúng ta ngày nay thì chúng ta nhìn lại, chúng ta đến với Chúa Trời, chúng ta: tôi ấy không xứng đáng được đến với Chúa, tôi tội lỗi Đức Chúa Trời chí thánh, tôi đến với Chúa không thể là trần, tôi không thể trần truồng trụi như thế này mà đến với Chúa. Nhưng tôi đến với Chúa nắp mình trong danh Chúa Giê-xu, trong dòng huyết của Chúa Giê-xu, trong sự chết của Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Trời vui tiếp tôi trong danh con yêu dấu của Ngài. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, nhân danh Chúa mỗi lần đến với Chúa. Và không cần dâng của lễ nữa, không cần giữ luật nghi lễ nữa. Tuy nhiên luật đạo đức thì luôn luôn vẫn còn. Cho nên ngày nay luật phần 10 về hai luật ngày Chúa Nhật là luật đạo đức của Chúa. 10 điều răn là luật đạo đức của Chúa. Tại sao chúng ta phải dâng phần 10? Tại vì đó là sự công bình. Đó là sự yêu thương. Chúng ta bày tỏ lòng yêu thương Chúa bằng cách là chúng ta dâng tiền bạc, dâng cái phần 10 lại cho Chúa. Nhưng mà đó là cũng công bình nữa. Chúa ban chúng ta 10 phần mà chúng ta không dâng chút nào hết là không công bình. Cho nên chúng ta phải giữ cái luật. Có những người nói tôi nói luật phần 10 là luật của Môi-se. Tôi nói không phải.
Trước đời Môi-se 600 năm, Abraham đã từng dâng phần 10 cho ai? Cho vua Salem là Melchizedek. Phải không? Kinh Thánh sang thế kỷ độ 14, khi mà dạy rằng khi Abraham thắng trận các vua Kesoloma và các vua đồng minh trở về, thì vua Salem là vua Melchizedek, tên là Melchizedek. Mà sách Hebrew rằng vua Melchizedek này là một vị vua mà không có sinh nhật, tức là không có ngày đầu mới sinh, mà cũng không có ngày rốt qua đời. Vua này giống như con Đức Chúa Trời. Cho nên thực ra vua Melchizedek này là Đấng Christ trong thời cựu ước, ra đón Abraham. Abraham bạn làm gì? Abraham là một người thuộc linh. Ông nhận biết đây là Đức Chúa Trời. Cho nên ông đã làm gì? Ông đem hết của cải chiến lợi phẩm ông, một phần mười của chiến lợi phẩm, mà dâng cho vua đó. Rồi sau này, cháu nội của ông là Gia-cốp, trong một cái giấc chiêm bao tại Phê-ni-ên thì gặp mặt Đức Chúa Trời. Ông có khấn với Đức Chúa Trời thế nào? Ôi lại Chúa, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, nếu Chúa cho tôi, Chúa phù hộ cho cuộc đời của tôi, cho tôi có đủ bánh ăn áo mặc và gìn giữ tôi trong mọi sự đi đường rồi đưa chúng tôi trở về bình an, thì hòn đá này sẽ là đền thờ. Tôi sẽ lập đền thờ cho Ngài, thờ phượng Ngài, và nộp dâng nộp một phần mười về mọi vật mà Ngài ban cho tôi. Gia-cốp nói rất là đúng. Mọi vật mà Ngài ban cho tôi, chứ không phải tôi làm ra, tôi nộp phần mười. Ông nhận thức rằng mọi tài sản mà ông có được trong tay đây là Chúa ban, cho nên bổn phận công bình của ông là phải dâng phần mười. Người nào dâng phần mười, tôi tin là người đó sẽ ý thức rằng mọi của mà tôi có là được Chúa Trời ban cho tôi. Tôi vì bổn phận yêu thương, vì bổn phận công bình, tôi vì bổn phận đạo đức đời đời mà Đức Chúa Trời đặt qua luật đạo đức của Chúa là luật phần mười, tôi phải dâng phần mười. Tôi phải dâng. Kinh Thánh gọi là nộp phần mười. Là đúng lắm. Tại vì đó là bổn phận công bình. Mình phải làm thôi. Mà do Abraham sống trước luật Môi-se là bao nhiêu năm? 600 năm. Khoảng 600 năm. Gia-cốp sống trước Môi-se là bao nhiêu năm? 500 năm. 500 năm, 600 năm trước khi luật Môi-se ra đời, người ta cũng vì ý thức đạo đức mà theo một cái luật bất thành văn Đức Chúa Trời đặt trong lòng người ta là phải dâng phần mười cho Chúa. Cho đến chừng Môi-se được Đức Chúa Trời ban cho tại núi Sinai trong xứ Arabi một cái bộ luật thành văn mà chúng ta gọi là cái bộ cựu ước đó, thì trong đó có quy định việc dâng phần mười. Vậy thì cái luật Môi-se có sao cái luật đạo đức một phần mười mà Chúa đã truyền cho dân, cho những người thánh của Chúa hàng mấy trăm năm, ít nhất là mấy trăm năm, chứ tôi tưởng có thể trước đó nữa. Cho nên luật phần mười không phải là luật làm theo luật Môi-se, cũng không phải làm theo luật cựu ước, mà làm theo luật đời đời của Chúa, là luật đạo đức của Chúa. Luật đó tỏ ra sự yêu thương Đức Chúa Trời và xử với Ngài một cách công bình bằng cách dâng nộp một phần mười về mọi điều gì mà Ngài ban cho mình. Rồi chúng ta cũng biết rằng luật đó không phải chỉ là cựu ước. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước, trong thời Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu cũng nhắc là phải dâng một phần mười. Chúng ta nhớ trong sách Ma-thi-ơ, đoạn thứ 23, câu thứ 23, dễ nhớ cho quý vị phải không? Đoạn 23, câu 23. Chúa Giê-xu dạy thế nào? Chúa trách người Pha-ri-si. Khốn nạn thay ngươi là người Pha-ri-si. Các ngươi nộp, chúng ta chú không có dâng, nộp một phần mười về rất bạc hà, rất cằn, hồi hương. Mà các ngươi bỏ những điều quan trọng của luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là điều các ngươi phải giữ. Công bình, thương xót và trung tín. Nhưng mà Chúa Giê-xu vô cùng cẩn thận khi Ngài nhắc lại rằng nhưng mà các ngươi cũng không được bỏ sót, đừng có bỏ sót cái sự dâng phần mười nghe. Chúng ta đạp cao đó phải để ý.
Chứ không phải là ô các ngươi lo làm sự công bình, thương xót và trung tín, còn mấy cái chuyện này chuyện nhỏ. Không. Chúa Giêsu nhắc lại chúng ta nhớ rằng phải công bình, phải thương xót, phải trung tín, nhưng mà cũng đừng quên dân phần 10 vào đó chỉ là bậc hà với rau cằn với lạ hồi hương mà thôi. Nhỏ nhặt cũng phải giữ. Để cho quý vị biết, để cho dân sự Chúa biết, để cho người đời xa môn đồ của Ngài biết rằng chúng ta phải dâng cho Chúa và tính toán phần 10 cho chính xác, đầy đủ, đừng có bỏ qua. Thu được nam đồng thì phải nhớ dâng 50 xu, chứ đừng có nói nam đồng ít quá rồi thôi tôi bỏ qua không có dâng nữa. Có một người, cũng tôi thấy nhiều người, nhưng mà thậm chí có một hội thánh kia khi mà để cái việc dâng hiến thì để câu gấp thế này. Mỗi người nên theo làm mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là bị ép uổng. Đó đã trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu thứ 7. Tôi chắc không cần biểu lên, tôi đạp câu đó thế này: mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui làm. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 7. Rồi nói rằng như vậy là mình cứ theo cái lòng mình cảm động bao nhiêu thì mình quyên dâng ra bấy nhiêu, không có phàn nàn ép uổng là tốt rồi. Và quyết định rằng hội thánh muốn dâng bao nhiêu thì dâng, nộp bao nhiêu thì nộp, vì cái lòng mình muốn được bao nhiêu thì nó quý bấy nhiêu, không có phàn nàn. Hiểu như vậy là sai. Câu kinh thánh này nếu chúng ta đọc kỹ trên dưới, tức là gọt cả cái bản vang, thì chúng ta biết rằng đây câu kinh thánh này là nói về việc chúng ta quyên tiền cứu trợ. Giống như ngày nay quý vị cứu trợ cho những người bạn ở Việt Nam, cho hội thánh nào đó, hoặc cho gia đình của ai đó, thì chúng ta muốn chúng ta được cảm động bao nhiêu thì chúng ta cứu trợ bấy nhiêu, chứ không phải nói về phần 10 đâu. Cho nên không có áp dụng được cho cái vấn đề phần 10. Vấn đề phần 10 là phải chính xác. Bậc hà với lại rau cằn với lại hồi hương đâu có bao nhiêu tiền, nhưng mà cũng phải dâng cho chính xác. Bán nam đồng dâng 50 xu, chứ không thể thiếu được. Và Đức Chúa Trời kể cái sự mà không dâng hoặc dâng thiếu là gì? Tôi không phải kể, tôi không nói đâu. Đức Chúa Trời gọi là gì? Trộm của Chúa. Mà dễ dàng chứ ăn trộm của Chúa. Quý vị tưởng ăn trộm của người hàng xóm rồi thì có thể vượt qua được, chứ ăn trộm Chúa làm sao được? Thiên sứ của Chúa đông đầy mà dễ gì? Cho nên chúng ta phải cẩn thận vô cùng trong vấn đề dân phần mười. Bây giờ để kết luận, tôi xin kể cho quý vị nghe một vài cái gương dân phần mười mà Chúa ban phước rất rõ. Tôi kể hai cái gương thôi, trong muôn ngàn cái gương mà tôi nghe được, tôi chứng kiến được trong cả cuộc đời mấy mươi năm của tôi. Không bao giờ xa chạy. Gương thứ nhất mà tôi đạp được, chứ không phải thấy, không có nghe tận tai, là cái sự dâng hiến của ông mục sư Rick Warren. Ông mục sư Rick Warren sinh ra trong một gia đình mà hình như ba hoặc bốn đời là mục sư. Ông cố, ông nội, rồi đến đời ông, cha ông và ông. Cho nên á, từ hồi nhỏ ông đã trung tín đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. Mà ông bồng ông đến nhà thờ rồi, đến khi ông đi được rồi, khi ông trở nên học sinh rồi sinh viên, rất trung tín. Nhưng đồng thời với cái việc đi từ nhà thờ đó, ông rất trung tín dân phần mười. Đến đổi khi mà ông làm sinh viên trong trường đại học, ông rất thiếu thốn vì nhà cha ông mục sư hội thánh nhỏ, nghèo. Và khi ông vô trường kinh thánh, ông cũng thiếu. Nhưng mà ông nói thiếu gì thì thiếu. Thiếu A thì thiếu. Nhất định không thiếu Đức Chúa Trời. Ông bao giờ cũng phải có một đồng là ông phải dâng cho Chúa 10 xu trước cái đã, rồi có việc gì tiêu sao, tính sao. Không bao giờ mắc nợ Chúa về phần 10. Đến khi ông lập gia đình thì Chúa cho ông ra hội thánh. Cái hội thánh nổi tiếng ở đây, không biết tên là gì, mục sư nhớ không? Sao được vậy? Thì hội thánh đó,
ban đầu nó chỉ nó được xây dựng từ ban đầu nó nhỏ nhưng mà Chúa cho nó được phước và mau lớn. Ông quyết định, ông có tiền lương rồi, ông quyết định dâng 2/10 chứ không phải 1/10. Năm 2002, nghĩa là cách đây đúng 20 năm, Đức Chúa Trời ban cho ông viết được một quyển sách gọi là quyển Đời Sống Theo Đúng Mục Đích. Không dài, ông đó không dài. Ông viết những cái điều này người ta biết hết á. Nhưng mà sao người ta không viết? Ông viết thôi. Ông viết rồi quyển sách đó, Đức Chúa Trời ban phước đến nỗi nó in được hàng chục triệu bản. Và được mấy mươi thứ tiếng dịch, được dịch ra mấy mươi thứ tiếng. Dạ. Đến nỗi một ngày kia thì ông kinh ngạc, ông thấy sao mình giàu quá. Không phải là 1 triệu, 2 triệu mà rất là nhiều triệu. Thì ông quyết định, ông không để cho tiền bạc, ông trở thành một người giàu có, thực sự giàu có. Nhưng mà ông không để cho tiền bạc làm chủ mình. Ông kể rằng tiền bạc là điều Chúa cho mình quản lý. Cho nên ông quyết định với bà là dâng ngược. Người ta thì dâng, thông thường thì dâng 1/10, giữ lại cho mình 9/10. Còn ông thì ông làm ngược lại là dâng cho Chúa 9/10, giữ lại cho mình 1/10. Và rồi Chúa cứ tiếp tục ban phước cho ông, chưa bao giờ thiếu. Và Chúa cho hội thánh của ông thịnh vượng đến nỗi trở thành một trong những hội thánh lớn nhất quê kỳ, mà mạnh nhất trong đức tin cho đến ngày nay. Cho nên đó là gương thứ nhất. Gương thứ hai là tôi nói một cái gương, cái này là tôi nghe chính cái người ông chú của vợ tôi kể lại. Ông chú, vợ tôi có một ông bác tên là Bùi Văn Cát. Ở đây có thể nhiều người biết được, nhóm ở hội thánh có người con trai là Bùi Văn Sĩ đó, là thường làm ở trong đoàn Nam Giới mấy năm trước. Và một người chú tên là Bùi Văn An. Là bây giờ thì tất cả các ông qua đời rồi, nhưng mà con cháu họ thì họ có một cái tiệm giò chả, gọi là tiệm giò chả Nguyên Hương ở dưới phố Bôn Sa đó. Hai ông này đó, ngày xưa là ở miền Bắc, quý vị biết rồi, hồi xưa thì lớn lên tại một cái làng ở miền Bắc, miền quê. Hai ông mới lên trong thành phố Hải Phòng để mà làm thuê và cũng học nghề, mà nghề đó là nghề giò chả. Quý vị biết ngày xưa cái tiệm giò chả nó cần nhiều thợ lắm. Tại vì hồi đó chưa biết, người ta chưa biết dùng máy. Chính ông Bùi Văn An này là người đầu tiên tại Việt Nam suy nghĩ ra và chế ra cái máy xay thịt để làm giò chả. Nhưng mà hồi đó thì chưa biết, ở Hải Phòng người ta vẫn phải giả. Mà cái thịt mà làm giò chả đó thì phải giả lúc còn tốt, còn nám. Để nó cũ rồi thì giả không được, thì nó không làm được. Cho nên người ta phải thuê nhiều người thợ giả một lúc nhiều cối để có thể kịp làm giò chả. Do đó cái tiệm này có đến gần cả chục người thợ. Thì một ngày kia có buổi giảng tin lành ở Hải Phòng, lúc đó là thời Pháp. Thì tất cả những cái người thợ đó, họ bèn rủ nhau đến họ nghe. Và trong cái đêm đó thì nghe rằng hầu hết các cái thanh niên mà làm giò chả đều đã tin Chúa. Tin Chúa rồi thì họ về, họ sợ ông chủ, cho nên họ cứ nhà chủ nhật thì họ lén họ đi nhóm, nhưng mà ông chủ tưởng là họ đi chơi, rủ nhau đi chơi. Đến một ngày kia thì ông chủ phát giác ra là mấy thanh niên đi nhà thờ, thì ông hết sức là tức giận. Và ông kêu mấy người đó lại, ông nói chúng bay ngu dại quá. Đạo tin lành là cái đạo nó rất là mưu trí. Nó nói những lời ngon ngọt để rủ chúng bay theo, nhưng mà khi các chúng bay mà vô nhập vô cái đạo đó rồi, làm cái thuộc hội viên, thuộc viên của cái đạo đó rồi đó, thì khi chúng bay làm được 10 đồng, nó sẽ chặn đầu chúng bay xuống mà nó lấy 1 đồng. Chắc nó không tha đâu. Và nghe như vậy thì hầu hết các người thợ quá bỏ, không đi nhóm nữa, sợ không đi nhóm nữa. Nhưng mà ông Bùi Văn An và ông Bùi Văn Cát là hai cái người ăn ở rất có nghĩa, như sau này chúng tôi tiếp xúc trong hàng chục năm và chúng tôi thấy thật là những con người tốt và đạo đức. Ông bà bàn với hai ông bàn với nhau, lúc là thanh niên thôi, nếu Đức Chúa Trời mà cho mình 10 đồng,
ban cho mình 10 đồng. Thì mình dâng lại 1 đồng thì nó rất là công bình, hợp lý. Chứ đâu có gì mà gọi là ngài đè đầu bác mình, nghĩa là bóc lột mình. Cho nên ông bà quyết định nhọn, hai ông quyết định nhọn. Ít lâu sau thì Chúa ban phước, mấy người kia thì phải cứ làm thợ hay là thế nào không biết. Nhưng mà hai ông ra mở hai cái tiệm chả, giò chả và đồ nguội, thì trở nên thịnh vượng, rất là thịnh vượng. Rồi khi năm 1954, khi mà có Hiệp định Geneva ký kết, thì những người Bắc phải di cư vào Nam. Những người còn lại ở lại đó thì rất khốn khổ và có khi cũng mất. Thì cha vợ tôi cũng như ông Bùi Văn Cát và Bùi Văn An đều di cư vào Nam. Vô trong Nam, họ là tay tráng trở lại. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban phước đến nỗi chỉ mấy năm, thời gian sau thì hai người trở nên thịnh vượng. Và ở Sài Gòn, nếu mà ai ở Sài Gòn mà ăn giò chả thì biết, ông Bùi Văn Cát là chủ cái tiệm Việt Hương, phải không ạ? Việt Hương ở ngay một cái địa điểm rất là nổi tiếng là ngã bãi Sài Gòn. Và ông Nguyên Hương, tức là người em thì tiệm, xin lỗi, ông em thật tên là Bùi Văn An thì mở cái tiệm giò chả Nguyên Hương ở đường Phan Đình Phùng và trở nên hết sức giàu có. Bề ngoài thì chỉ nghe nó nghề bán giò chả, nhưng mà thực ra vào thời kỳ đó hai ông rất là giàu, mua được nhà cửa tốt đẹp và sống một đời sống rất là phong phú. Và ông Bùi Văn Cát trung tín hầu việc Chúa, có một thời kỳ làm thủ quỹ hội thánh Nguyễn Tri Phương. Còn ông Bùi Văn An là thủ quỹ hội thánh Sài Gòn. Mà quý vị biết ở miền Nam hồi xưa mà làm thủ quỹ thì thường thường cũng phải có tiền khá giả người ta mới thì giao cho làm. Cho nên rồi sau đó năm 75 đất nước thay đổi. Hai ông sau cuối cùng thì cũng qua bên Mỹ này, ở Cali. Thì ông Bùi Văn Cấp không có làm giò chả nữa, nhưng mà có con, là con cái đều hầu việc Chúa một cách rất là sốt sáng. Ông Bùi Văn An tiếp tục cái nghề giò chả, và bây giờ vẫn, ông bà qua đời lâu rồi, nhưng mà vẫn còn cái tiệm là tiệm Nguyên Hương, phải không? Nguyên Hương ở phố Bôn Sa. Và tôi nghe những người tín đồ họ, các mục sư nói rằng ông Bùi Văn Cát hầu việc Chúa rất là trung tín, con cái cũng rất là yêu mến Chúa. Còn ông mục sư Văn Đài, nơi mà ông và Nguyên Hương nhóm lại, cũng khen đức tin của ông bà và yêu quý gia đình này rất là nhiều. Cho nên trọn đời các vị đó đều được phước, không có bao giờ nghèo thiếu. Mà và bởi vì sao? Bởi vì ngay từ buổi thanh xuân đã quyết định trung tín nhóm đã hầu việc Chúa và dâng phần mười cho Chúa. Dầu chỉ mới biết Chúa một cách sơ sài đã đứng vững với Chúa. Cho đến ngày nay Chúa ban phước cho đến bây giờ cả một cuộc đời. Và không phải là chỉ họ được phước, mà nếu ai biết được về cuộc đời của ông Bùi Văn An, tức là Nguyên Hương, thì phải nói ông không phải chỉ là phước cho mình ông, mà ông làm phước cho rất là nhiều người, đến nỗi nhiều người nhờ cái sản nghiệp của ông giúp đỡ mà trở nên giàu có. Và trong lúc vợ chồng tôi cũng có được hưởng phước, năm đứa con của tôi sinh ra, thì quý vị biết là sinh ra sau ngày 30 tháng 4 miền Nam, sau ngày Sài Gòn thay đổi, chế độ thay đổi. Bây giờ người ta đi xe đạp với đi xe xích lô thôi. Nhưng mà các đứa con của tôi sinh ra thì đứa nào ông cũng dùng xe hơi của ông vào đón tặng trong bể ống sinh viện. Và cái tiền bà vợ tôi sinh ra đứa nào cũng các con á, là bốn đứa đầu tiên là sinh ở cái bệnh viện nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, ở Viện Tư. Ông bà vô trả tiền hết, chúng tôi không có phải tốn một đồng nào hết. Rồi dùng xe hơi đón các con chúng tôi rồi về, mặc dầu bây giờ xe đạp và tôi cũng có chỉ có một chiếc mà thôi. Nghĩa là ông Chúa dùng ông để san sát gia đình tôi, trong bao nhiêu gia đình được ông bà san sát, trở nên nguồn phước cho nhiều người. Tôi nói như vậy để quý vị thấy, người nào trung tín giữ ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa, trung tín dâng phần mười cho Chúa, Đức Chúa Trời sẽ không có bể cho họ bị thiệt hại chút nào. Trái lại, Kinh Thánh chép thế nào? Đổ phước cho đến nỗi không chỗ chứa.
Cho nên bây giờ tôi xin dứt lời, trước khi dứt lời xin quý vị đọc lại với tôi thì hãy chiếu cái câu là cái câu 10, Malachi đoạn 3 câu 10 lên trên này để hội thánh đọc chung với nhau. Dạ. Dạ, xin đọc. Các ngươi hãy đem hết thải phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Xin đọc tiếp. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Xin cảm ơn hội thánh. Xin mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ hát tôn vinh. Tôn vinh trên thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung ca ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Nguyện xin ba ngôi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đổ đầy ân sủng trên đời sống của chúng con. Nguyện xin sự hy sinh của Chúa, Đức Chúa Con, huyết của Ngài đổ ra để rửa sạch những tội lỗi của chúng con trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Và nguyện xin Đức Thánh Linh đổ đầy thần quyền trên đời sống của chúng con để chúng con sống mạnh mẽ, sống để phục vụ Chúa, sống để đem nhiều người đến để tin nhận sự cứu rỗi từ nơi Ngài cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa nơi thiên quốc đời đời. Và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng an tọa, chúng ta sẽ có những thông báo sau đây. Thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Thay mặt ban chấp hành, thay mặt mục sư quản nhiệm, xin nói lời cảm ơn cho mục sư Như Đức Hiền, ông bà đã từ xa xuống đây để chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Chân thành cảm ơn ông bà. Lần tôi cũng cảm ơn đại diện cho gia đình chúng tôi, cảm ơn hội thánh, mục sư quản nhiệm, mục sư Ansari và các con dân Chúa để dành thời giờ đến trong thời gian tang lễ đưa ba tôi về với Chúa. Chân thành cảm ơn hội thánh. Có một thông báo là các em nhỏ muốn học thánh kinh hè thì qua bên hội thánh Sangaville. Xin hỏi bà Thọ biết cái tuần nào mà? Tuần 30 tháng 7, ai có con nhỏ muốn học thánh kinh hè VBS thì qua bên hội thánh Sangaville. Cảm ơn Chúa, chúng ta đứng lên, chúng ta bắt tay hai ba người để cảm ơn Chúa gìn giữ chúng ta.